Venezuela đóng cửa biên giới với Colombia. Venezuela cho biết sẽ đóng cửa biên giới với Colombia vào ban đêm để ngăn chặn những hoạt động buôn lậu xăng dầu và lương thực từ Venezuela sang Colombia. Biện pháp đóng cửa biên giới sẽ diễn ra từ 2:30 cho đến 9:30 giờ quốc tế. Tổng thống Colombia Juan Manuel đã tán thành việc đóng cửa biên giới khi ông hội kiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Cartagena hồi đầu tháng này. Toàn bộ biên giới dài 2.200 km sẽ đóng cửa mỗi đêm. Dân chúng Venezuela mua xăng và nhiều mặt hàng tạp hóa với giá rất thấp. Việc này làm cho nhiều người muốn kiếm tiền bằng cách đưa lậu hàng hóa sang Colombia, nơi giá cả cao hơn. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm những mặt hàng cần thiết như sữa và giấy vệ sinh ở Venezuela là một trong các yếu tố đã làm bùng ra những vụ xuống đường gây nhiều chết chóc trong mấy tháng đầu năm nay.